Lan Hương xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui. Mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh thời sự nóng nhất sau đây. Nga dội bão tên lửa chính xác cao phá hủy căn cứ lính đánh thuê ở Ukraine, tiêu diệt 500 binh sĩ. RT dẫn thông tin cập nhật trên Telegram ngày 3 tháng 8 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân của nước này đã tập kích tên lửa chính xác cao vào một căn cứ tạm của lực lượng lính đánh thuê của Ukraine gần thành phố Nikolayev của miền nam Ukraine. Vụ tấn công đã khiến cho khoảng 250 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng. Ngoài ra, Moscow cũng tuyên bố hạ khoảng 500 binh sĩ của Ukraine, phá hủy một lượng lớn vũ khí của nước này ở các vùng Kharkov bằng các cuộc tấn công chính xác cao. Tuần trước, Nga thông báo hạ hơn 40 lính đánh thuê, đa số là công dân Ba Lan, sau một cuộc tấn công tên lửa vào một địa điểm triển khai tạm gần Konstantinovka, ở vùng Donetsk miền đông Ukraine. Quân đoàn quốc tế phòng vệ lãnh thổ Ukraine được Kiev lập ra hồi cuối tháng 2 theo lời kêu gọi của Tổng thống Volodymyr Zelensky không lâu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ước tính của Nga, đến tháng 4, quân số của lực lượng này đã lên đến gần 7.000 thành viên. Tuy nhiên, theo cập nhật hồi đầu tháng này của Bộ Quốc phòng Nga, hiện chỉ còn khoảng 2.700 lính đánh thuê tại Ukraine, trong khi số còn lại hoặc là thiệt mạng hoặc là đã rời khỏi chiến trường Ukraine. Các nguồn tin của New York Times cho biết, lính đánh thuê ở Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn đủ thứ, từ bữa ăn cho đến khí tài. Hơn nữa, nhiều lính đánh thuê nước ngoài có ít hoặc là không có kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho họ khó trụ lại được ở trên chiến trường. Nga đã nhiều lần cảnh báo không coi lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine là lực lượng tác chiến theo quy định của Công ước Geneva. Ở trong trường hợp bị bắt, họ sẽ bị xét xử và phải đối mặt với án tù cao nhất. Hỏa lực Nga áp đảo, Tổng thống Ukraine khiếp sợ nói xung đột ở Donbas như địa ngục. Trong bài phát biểu ngày 3 tháng 8, Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden và NATO vì đã gửi các loại pháo phản lực, mô tả đây là một loại vũ khí rất hiệu quả và sẽ gây tổn thất đau đớn hơn cho lực lượng của Nga. HIMARS gần như là đồng nghĩa với công lý cho đất nước chúng tôi, lực lượng phòng vệ Ukraine sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng đối phương sẽ phải hứng chịu những tổn thất càng ngày càng đau đớn hơn mỗi tuần nhờ các hệ thống rất hiệu quả này, ông Zelensky nói, và cho đến nay, Mỹ đã gửi 16 hệ thống pháo phản lực động cơ cao HIMARS tới Ukraine. Nga tuyên bố đã phá hủy 4 hệ thống HIMARS, mặc dù Ukraine và Lầu Năm Góc phủ nhận điều này. Tổng thống Zelensky cho biết ông mong đợi thêm nhiều vũ khí hơn nữa từ phương Tây và cảm ơn các nhà ngoại giao của Ukraine vì đã nỗ lực vận động thêm các lô vũ khí. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng thừa nhận Nga vẫn chiếm ưu thế về hỏa lực. Chúng tôi không thể nào phá vỡ được ưu thế của quân đội Nga về pháo binh và nhân lực, và điều này sẽ được thể hiện rất rõ ràng ở trong các cuộc giao tranh, đặc biệt là ở Donbas, Peski, Avdeka và các hướng khác. Ở đó giống như địa ngục, không có một từ nào có thể mô tả được, Tổng thống Ukraine nói thêm. Mỗi ngày, các nhà ngoại giao của chúng tôi và tất cả các đại diện khác của đất nước đang làm mọi cách để có thể tiếp nhận các loại vũ khí giúp cho Ukraine ngăn chặn đối phương, ông Zelensky nhấn mạnh. Trước đó, thì Tổng thống Zelensky hôm 31 tháng 7 đã xác nhận quân đội Nga đang củng cố các vị trí do Moscow kiểm soát ở miền nam Ukraine, đồng thời tăng cường hoạt động ở đó. Theo ông Zelensky, một số đơn vị của lực lượng Nga đang được chuyển từ các vị trí của vùng Donbas miền đông Ukraine đến các khu vực của miền nam, đến tỉnh Kherson và Zaporizhzia. Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định điều này là vô ích và không giúp cho Nga. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, xét ở trên quan điểm chiến lược, Nga không có cơ hội chiến thắng ở trong cuộc chiến này. Không có cuộc tấn công nào của Nga mà không bị lực lượng quân sự và các sĩ quan tình báo của chúng tôi đáp trả. Các lực lượng vũ trang của Ukraine sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động nào của đối phương, ông Zelensky nói. Phó Cục trưởng Cục Tình báo của quân đội Ukraine Vadym Skibitskyi cũng đã xác nhận Nga đang chuyển một số lượng lớn binh sĩ đến khu vực của miền nam Ukraine để triển khai các hoạt động tác chiến tại đây. Ông Skibitskyi cho biết nếu Nga giành chiến thắng, nước này sẽ tìm cách kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ của Ukraine. Theo như giới phân tích, các hoạt động chuyển quân của Nga nhằm đáp trả vào việc Ukraine tuyên bố phản công để giải phóng các khu vực do Moscow kiểm soát ở các tỉnh phía nam, gồm Kherson và Zaporizhzia. Từ tháng 3, Nga đã dồn quân ở miền đông Ukraine và đặt mục tiêu giải phóng Donbas. Trong khoảng thời gian qua, quân đội Ukraine đã hoàn toàn dồn lực phản công nhằm nhanh chóng giành lại vùng lãnh thổ ở miền nam với sự hỗ trợ của các vũ khí hạng nặng do nước ngoài viện trợ. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Mỹ, đợt phản công này đã đạt được những thành tựu bước đầu khi làm chậm lại quá trình sát nhập các tỉnh miền nam Ukraine vào lãnh thổ của Nga. Ukraine chạy đua biến UAV thành sát thủ cảm tử đối phó với Nga. Theo Forbes, Lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết các UAV thương mại ở trong thời gian qua đã được Kiev tận dụng để tìm ra mục tiêu, chỉ đạo hỏa lực, đánh giá chiến trường, cũng như là thả đạn hoặc bom vào các mục tiêu của Nga. Trong khi các UAV cỡ lớn như R-18 lớn mang bom chống tăng, thì các UAV cỡ nhỏ cũng có thể được gài các lựu đạn có độ chính xác cao để thực hiện tấn công. Ở trong video do quân đội Ukraine đăng tải, cho thấy các UAV thương mại giá rẻ của nước này đang mang theo rất nhiều vũ khí và lao vào mục tiêu của Nga. Ukraine có thể tấn công với độ chính xác cao, thả lựu đạn vào các chiến hào và thậm chí là lao vào cửa xe quân sự đang mở. Các UAV được cải tiến của Ukraine hoạt động theo cơ chế giống UAV Mỹ, Switchblade 300 và Fonicodes. Chúng sẽ bay lảng vảng ở trên trời và chờ thời cơ để lao vào mục tiêu. Ưu tiên của các dòng UAV cải tiến này là giá thành rẻ hơn rất nhiều so với UAV vũ trang do các nhà thầu quân sự sản xuất. Thêm vào đó, chúng sẽ có khả năng tấn công vào mục tiêu hiệu quả hơn so với việc ném lựu đạn vào mục tiêu đối thủ. Mặt khác, chúng cũng giảm đi sự thiệt hại về nhân lực trong khi đưa được vũ khí tiến gần mục tiêu của đối thủ. Các UAV của Ukraine thường tấn công theo cặp. Một chiếc UAV thường có nhiệm vụ khảo sát hiện trường và tìm kiếm chọn mục tiêu đối thủ. Chiếc UAV thứ hai có gắn vũ trang sẽ làm nhiệm vụ tấn công. Tuy không mang được quá nhiều vật nặng, vẫn có thể gắn theo lựu đạn Vok-17, vũ khí mà lực lượng Ukraine thường sử dụng. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, các UAV của Ukraine đã phát huy hiệu quả cao khi gây ra không ít thiệt hại cho các mục tiêu quân sự của Nga. Sang giai đoạn thứ hai, khi Nga đưa thêm thiết bị gây nhiễu điện tử và hệ thống phòng không tới miền Đông, Moscow đã bắn rơi nhiều UAV của Kiev. Chiến lược pháo kích mới của Nga khiến cho Ukraine không thể bắn trả. Theo New York Times bình luận, việc Nga nã pháo vào các mục tiêu Ukraine từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã phá vỡ một quy luật chiến tranh khác. Nga đã chọn nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia là nơi tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Ukraine vì tính toán rằng quân đội Ukraine khó trả đũa, các quan chức Ukraine nói với tờ The Times. Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu với 6 lò phản ứng hạt nhân. Từ Zaporizhzhia, các lực lượng của Nga đã bắn vào Nikopol, một thị trấn của Ukraine nằm ở bên kia sông đối diện với nhà máy điện hạt nhân kể từ giữa tháng 7, The Times cho biết. Những người lo ngại giao tranh có thể dẫn đến hỏa hoạn, đe dọa sự toàn vẹn của các lò phản ứng hạt nhân ở Zaporizhzhia. Vì thế mà quân đội Ukraine đã do dự ở trong việc trả đũa các cuộc pháo kích của Nga vì sợ rằng họ sẽ bắn trúng một trong 6 lò phản ứng ở bên trong nhà máy Zaporizhzhia hoặc là khu đất chứa thải hạt nhân ở đây. Làm sao chúng tôi có thể đáp trả, đó là một cơ sở hạt nhân, Đại tá Serhii Satalov đã chia sẻ với The Times. Ukraine chỉ thực hiện một số cuộc tấn công hạn chế vào địa điểm này, bao gồm cả các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái tự sát, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết. Các chuyên gia nói với Insider rằng, dù nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân ở Zaporizhzhia là rất thấp, nhưng giao tranh ác liệt giữa quân đội Nga và Ukraine đang làm tăng nguy cơ đó. Chỉ cần một tác động trực tiếp từ vũ khí nào đó đủ mạnh, sẽ đe dọa đến tính toàn vẹn của lớp bảo vệ lõi phóng xạ dày đặc, một cựu sĩ quan hạt nhân nói với The Times. Giao tranh cũng đã được cảnh báo có thể làm phát tán chất thải hạt nhân được lưu trữ ở bên trong nhà máy và dẫn đến làm ô nhiễm các khu vực gần đó. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken vào ngày 1 tháng 8 đã cáo buộc Nga đang sử dụng nhà máy Zaporizhzhia như một lá chắn hạt nhân ở trong cuộc giao tranh với Ukraine. Ông cho biết Washington lo ngại sâu sắc về việc Moscow sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia như một căn cứ quân sự và nhắm bắn vào các lực lượng của Ukraine từ bên trong đó. Ngoại trưởng Mỹ mô tả rằng các hành động của Nga xung quanh nhà máy Zaporizhzhia là đỉnh cao của sự vô trách nhiệm. Tất nhiên, người Ukraine không thể bắn trả vì sợ rằng sẽ có một vụ tai nạn khủng khiếp liên quan đến nhà máy hạt nhân. Các hành động của Nga đã vượt ra khỏi việc sử dụng lá chắn con người, họ đang sử dụng nhà máy làm lá chắn hạt nhân, ông Blinken nhấn mạnh. Berlin viện trợ cho Kiev những loại vũ khí ngay cả quân đội Đức cũng chưa có. Thủ tướng Scholz nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Global and Mail, chúng tôi đã chuyển giao bất cứ thứ gì chúng tôi có, vũ khí chống tăng, vũ khí phòng không, mìn, súng, hàng tấn đạn dược và viện trợ chi phí sát thương. Hiện chúng tôi đã chuyển sang các hệ thống phức tạp và có giá trị cao hơn như pháo tự hành, pháo phản lực phóng loạt, hệ thống phòng không, radar, vân vân. Một số vũ khí ở trong đó còn rất mới nên mới chỉ có một vài hệ thống được sản xuất, thậm chí là còn có những loại còn chưa được biên chế cho quân đội Đức. Quân đội Ukraine cần được huấn luyện để sử dụng những loại vũ khí này và chúng tôi cũng đã cung cấp các khóa đào tạo cho binh sĩ Ukraine. Như đã nói, quân đội Ukraine đang được đào tạo ở một địa điểm tại Đức. Ngày 21 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov đã thông báo Kiev đã nhận được pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 của Đức. Cùng ngày, chính phủ Đức cũng lần đầu tiên công bố danh sách vũ khí đã được chuyển giao cho Ukraine và dự kiến sẽ chuyển giao trong thời gian tới, bao gồm 30 pháo hàng không Gelpass, hệ thống phòng không Iris-T, 3 hệ thống Rocket Mars, 20 xe tải và 80 xe bán tải. Mới gần đây nhất hôm 27 tháng 7, chính phủ Đức đã chấp nhận giao thêm 100 lựu pháo cho Ukraine. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và luôn ủng hộ kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, hãy nhấn nút đăng ký và nhận chuông báo bên cạnh để nhận được những bản tin mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa, Lan Hương xin kính chúc quý vị mạnh khỏe và bình an. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!